chào mừng các bạn đến với kênh hành trình sẻ chia đây là nơi chúng tôi chia sẻ với các bạn những kiến thức về lịch sử địa lý văn hóa huyền học cổ nhân phật giáo lịch sử trung hoa lịch sử việt nam và truyện giả sử tại đây các bạn sẽ được khám phá những câu chuyện thú vị hấp dẫn về các vấn đề liên quan đến lịch sử và văn hóa của các quốc gia chúng tôi luôn cố gắng tìm kiếm những thông tin chính xác và đáng tin cậy để cung cấp cho các bạn Mỗi ngày, chúng tôi sẽ dẫn dắt các bạn vào nội dung mới nhất về các chủ đề trên. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá văn hóa và lịch sử của nhân loại. Hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Nội dung hôm nay là Khám phá chi tiết về Bình Nguyên Quân và Ngu Khanh liệt truyện trong sử ký Tư Mã Thiên Phần 21. 1. Bình Nguyên Quân Triệu Thắng là công tử nước Triệu. Trong hàng công tử, Thắng là người hiền hơn cả. Thắng thích tân khách, tân khách đến độ mấy nghìn người. Bình Nguyên quân làm tể tướng cho Triệu, Huệ Văn Vương và Hiếu Thành Vương, ba lần thôi không làm tể tướng, ba lần trở lại địa vị, được phong ở Đông Vũ Thành. Lầu nhà Bình Nguyên quân nhìn xuống nhà dân, nhà dân có người què khập khiển ra múc nước. Mỹ nhân của Bình Nguyên quân ở trên lầu trông thấy thế cười rộ. Hôm sau, người què đến cửa nhà Bình Nguyên quân, nói Tôi nghe nói ngài yêu kẻ sĩ, Sở dĩ kẻ sĩ không ngại xa ngàn dặm mà đến là vì ngài biết quý kẻ sĩ mà khinh thường bọn tỳ thiếp. Tôi không may bị tàn tật, thế mà hậu cung của ngài lại cười. Tôi xin cái đầu con người đã cười chế nhạo tôi. Bình Nguyên Quân cười đáp, vâng, người què ra đi. Bình Nguyên Quân cười mà rằng, thằng kia lại muốn lấy cớ một nụ cười mà đòi giết mỹ nhân của ta, thật là quá đáng. Rốt cuộc, Bình Nguyên Quân không giết, được hơn một năm tân khách môn hạ xá nhân dần dần bỏ đi quá nữa bình nguyên quân lấy làm lạ nói thắng đối đãi các vị chưa hề dám thất lễ tại sao nhiều người lại bỏ đi như thế một người môn hạ bước ra nói vì ngài không giết mỹ nhân đã cười chế nhạo con người què kia vì ngài yêu sắc đẹp mà khinh thường kẻ sĩ cho nên kẻ sĩ bỏ đi đó thôi Bình Nguyên quân bèn chém đầu mỹ nhân đã cười chế nhạo người què, đoạn thân hành đến nhà người què tạ lỗi. Sau đó, các môn hạ dần dần trở lại. Thời bấy giờ ở nước Tề có mạnh thường quân, ở nước Ngụy có tính lăng quân, ở nước Sở có xuân thân quân đều ra sức đua nhau về mặt tiếp đãi kẻ sĩ. 2. Quân Tần Vây Hàm Đan Năm, 260, tướng Tần Bạch khởi đánh thắng quân Triệu ở Trường Bình. Năm, 258, vây hãm thủ đô của Triệu là Hàm Đan. Vua Triệu sai Bình Nguyên quân đi cầu cứu, tôn sở làm minh chủ, hợp tung đánh tần. Bình Nguyên quân định đem 20 người thực khách, môn hạ có dũng lực và đủ tài văn võ để cùng đi. Bình Nguyên quân nói, nếu dùng văn mà xong xuôi thì tốt, dùng văn không xong thì bất luận thế nào, cũng phải uống máu ăn thề ở nơi miếu đường, phải định xong hợp tung rồi mới về một. Không tìm kẻ sĩ ở ngoài, chỉ lấy trong số thực khách, môn hạ cũng đủ. Bình Nguyên quân chỉ chọn được 19 người, còn ra không đáng lấy, nên không làm sao đủ con số 20. Có người môn hạ là Mao Toại bước ra, tự tiến cử mình với Bình Nguyên quân. Toại nghe nói ngài sắp hợp tung với sở, định cùng đi với hai chục người thực khách môn hạ mà không tìm ở ngoài. Nay còn thiếu một người, vậy xin ngài lấy ngay Toại này cho đủ số mà đi. Bình Nguyên quân nói, tiên sinh làm môn hạ ở nhà thắng đến nay đã mấy năm rồi mao toại đáp đến nay đã ba năm bình nguyên quần nói phàm kẻ sĩ tài giỏi ở trên đời cũng như cái dùi ở trong túi mũi dùi phải lòi ngay ra chứ tiên sinh ở nhà thắng đến nay đã ba năm xung quanh không thấy ai khen ngợi tiến cử thắng vẫn chưa nghe gì thế tức là tiên sinh không có tài năng tiên sinh không đi được đâu tiên sinh ở lại thôi hai Mao Toại nói, tôi mãi hôm nay mới xin vào ở trong túi đấy thôi ba. Nếu Toại tôi sớm ở trong túi thì tất cả cái dùi đều lộ ra ngoài, chứ thèm để lộ cái mũi dùi mà thôi đâu. Bình Nguyên quân bèn cùng Toại ra đi. 19 người kia đưa mắt nhìn tỏ ý cười Toại, nhưng không nói ra. Khi đến nước sở, Mao Toại cùng 19 người kia bàn bạc. Cả 19 người đều phục. Bình Nguyên quân bàn với nước sở về việc hợp tung, nói sự lợi hại như thế nào, suốt từ khi mặt trời mọc cho đến lúc đứng bóng vẫn chưa vào đâu. 19 người bảo mau toại. Ông lên đi. Mau toại chống kiếm thoang thoát bước lên các bậc thềm, bảo bình nguyên quân. Việc hợp tung lợi hay hại thì chỉ hai tiếng là đủ quyết định. Nay ngài bàn việc hợp tung từ lúc mặt trời mọc, đến khi mặt trời đứng bóng còn chưa xong là cớ làm sao? Vua sở hỏi bình nguyên quân. Khách làm gì thế? Bình Nguyên Quân nói, đó là xá nhân của thắng đấy, vua sở quát. Xuống ngay đi, ta nói chuyện với chủ nhà ngươi, nhà ngươi làm cái trò gì thế? Mau toại chống kiếm tiến lên. Nhà vua sở dĩ quát mắng toại là vì nhà vua cho rằng nước sở đông người. Nay trong vòng 10 bước thì nhà vua không thể cậy vào chỗ nước sở đông người được. Tính mạng của nhà vua đang nằm trong tay toại. Chủ tôi ngồi đấy, tại sao lại nhiếc mắng tôi? vả chăng tọa nghe vua thăng chỉ có 70 dặm đất mà làm vương thiên hạ vua văn vương chỉ có 100 dặm đất mà chư hầu thần phục họ được như vậy đâu phải vì binh sĩ họ đông trái lại đó chẳng qua vì họ khéo giữ lấy thế nhờ đó trổ cái oai của họ mà thôi này nước sở đất vuông năm ngàn dặm kẻ cầm kích 100 vạn người đó là chỗ dựa để dựng lên cơ nghiệp bá vương nước sở mạnh như vậy thiên hạ ai địch nổi Bạch Khởi chẳng qua chỉ là một thằng nhãi mà thôi, nhưng hắn đem mấy vạn quân gây chiến với Sở, đánh một trận thì lấy được đất Yển, đất Xính, đánh hai trận đốt cháy Di Lăng, đánh ba trận làm nhục đến tiên nhân nhà vua bốn. Đó là cái oán trăm đời, nước Triệu lấy thế làm xấu hổ, thế mà nhà vua không biết xấu. Kế hợp tung là vì lợi ích của nước Sở chứ đâu phải vì lợi ích của nước Triệu. Chủ tôi ngồi đấy mà quát mắng tôi là lại làm sao?" Vua Sở nói. Vâng, vâng, quả thất đúng như lời tiên sinh dạy, tôi xin đem nước nhà theo kế hợp tung. Mao Toại nói, việc hợp tung đã quyết định chưa? Vua sở nói, quyết định rồi. Mao Toại bảo những người hầu cận vua sở, lấy máu gà, chó, ngựa đem lại đây. Mao Toại bưng chiếc mâm đồng, quỳ dân vua sở, nói, xin nhà vua uống máu định việc hợp tung, rồi đến chủ tôi, sau nữa đến Toại bèn định việc hợp tung ở ngay trên điện năm mau toại tay trái bưng mâm huyết tay phải vẫy 19 người kia nói các anh đem huyết này uống với nhau ở dưới thềm các anh soàn lắm thật là nhờ người ta mà nên việc vậy khi định hợp tung xong về đến nước triệu bình nguyên quân nói thắng từ nay không dám xem xét kẻ sĩ nữa thắng xem xét kẻ sĩ nhiều kẻ có nghìn người ít ra cũng có vài trăm đã tự cho là mình không bỏ sót nhân tài trong thiên hạ, thế mà nay bỏ sót Mao Tiên Sinh đấy. Mao Tiên Sinh đến sở một phen, làm cho thành thế nước triệu được tôn trọng hơn chính vạc, hơn chuông đại lữ sáu. Ba tất lưỡi của Mao Tiên Sinh mạnh hơn đạo quân trăm vạn. Thắng này không dám xem xét kẻ sĩ nữa. Bèn tôn toại làm thượng khách. Ba, sau khi bình nguyên quân về triệu, vua sở sai xuân thân quân đến cứu triệu, Tính lăng quân cũng giả mệnh vua ngụy giành lấy quân của tấn bỉ đến cứu triệu bảy, nhưng đều chưa đến, quân tần vây hàm đang gấp. Hàm đang nguy ngập sắp đầu hàng, bình nguyên quân rất lo lắng. Con người coi trạm ở hàm đang là lý đồng nói với bình nguyên quân. Ngài không lo nước triệu mất hay sao? Bình nguyên quân nói, nước triệu mất thì thắng bị bắt làm tù, không lo sao được. Lý đồng nói, Dân thành hàm đang lấy xương người chết mà nấu củi, đổi con cho nhau để ăn. Tình thế nguy ngập lắm rồi, thế mà hậu cung của ngài có đến hàng trăm người, ti thiếp thì mặc lụa là, gạo thịt thì thừa mứa. Trái lại, dân áo ngắn không được lành, tấm cám không có đủ mà ăn. Dân nguy khốn, binh khí hết, có người đẽo gỗ làm giáo, làm tên. Trái lại, đồ dùng chuông khánh của ngài vẫn như xưa. Nếu tần phá nước triệu thì ngài làm sao có được những đồ ấy, nếu nước triệu còn, ngài lo gì không có. Nay ngài có thể khiến từ phu nhân trở xuống đều ghi tên vào hàng ngũ sĩ tốt, chia việc mà làm, đem tất cả của cải trong nhà ra phân tán để nuôi quân sĩ. Quân sĩ đang trong lúc nguy khốn thì họ dễ cảm thấy ân đức của ngài. Bình nguyên quân nghe theo, kết quả có 3.000 người cảm tử. Lý Đồng Bèn cùng 3.000 người xông vào đánh quân Tần. Quân Tần vì vậy phải lui 30 dặm lại gặp lúc cứu binh của nước sở nước ngụy đến quân tần bèn rút lui hàm đang được bảo toàn lý đồng chết trận người cha được phong làm lý hầu bốn ngu khanh muốn xin vua triệu phong thêm đất cho bình nguyên quân vì bình nguyên quân đã cầu được tính lăng quân đến cứu thành hàm đang tám công tôn long nghe vậy đang đêm đi xe ngựa đến ý kiến bình nguyên quân nói lòng tôi nghe nói ngu khanh muốn xin phong thêm đất cho ngài vì cớ tính lăng quân đã cứu được thành hàm đan điều đó có hay không bình nguyên quân nói có lòng nói việc này rất không nên nhà vua cho ngài làm tể tướng nước triệu không phải vì trong nước triệu không có ai tài năng và mưu trí như ngài nhà vua cắt đất đông vũ thành để phong cho ngài không phải vì ngài có công còn người trong nước thì không có công mà chỉ vì ngài là thân thích đó thôi Ngài sở dĩ nhận ấn tể tướng không từ chối vì cớ mình bất tài, được cắt đất không từ chối vì cớ mình không có công, đó cũng vì Ngài tự cho mình là thân thích. Này nếu nhân việc cầu được tính lăng quân cứu hàm đang mà xin đất phong, thế tức là Ngài một mặt được phong ấp vì cớ là thân thích, lại một mặt kể công để được phong như mọi người thường trong nước, thật là không hợp lý chút nào. Vả chăn ngu khanh nắm cả hai mặt. Nếu việc thành thi ông ta nắm cái khế đòi nợ ấy để đòi Ngài báo ơn, nếu việc không thành thì ông ta vẫn được cái hư danh khiến ngài phải chịu ơn ông ta. Ngài nhất định đừng nghe. Bình Nguyên Quân bèn không nghe lời ngu khanh. Bình Nguyên Quân chết năm thứ 15 đời hiếu thành vương nước triệu, 251 trước công nguyên. Con cháu nối giỏi đời đời, mãi đến khi nước triệu mất mới hết. Bình Nguyên Quân hậu đãi công tôn long. Công tôn long giỏi lối bàn kiện, bạch cứng, trắng chính đến khi trâu diễn mười sang triệu nói đạo lớn, Bình Nguyên quân bèn trốt công tôn long. Một, Ngu Khanh là một kẻ sĩ du thuyết. Ngu Khanh mang dép mo, áo tơi đến du thuyết hiếu thành vương nước triệu. Ngu Khanh ý kiến lần thứ nhất được nhà vua cho trăm giật vàng 11, một đôi ngọc bạch bích. Ngu Khanh ý kiến lần thứ hai được làm thượng khanh 12 nước triệu, cho nên hiệu là Ngu Khanh. Nước Tần và nước triệu đánh nhau ở trường Bình 13, nước triệu không thắng, mất một đô úy, Vua Triệu cho mời Lâu Sương và Ngu Khanh vào nói. Quân đánh không thắng, đồ úy lại chết. Bây giờ quả nhân có nên sai quân cuốn giáp xông vào quân địch 14 không? Lâu Sương nói. Vô ích, không bằng sai đại sứ đi cầu hòa. Ngu Khanh nói. Ông Sương sở dĩ nói cầu hòa vì cho rằng nếu không cầu hòa thế nào quân cũng thua to. Nhưng việc muốn hòa hay không là tùy ở nước tầng, bây giờ nhà vua hãy nhìn tình thế nước tần xem nó có muốn đánh bại quân triệu không nhà vua nói nước tần đã dốc toàn lực nhất định nó chỉ muốn đánh bại quân triệu mà thôi ngu khanh nói xin nhà vua nghe tôi sai sứ đem của quý cầu thân với nước sở nước ngụy nước sở nước ngụy muốn nhận của quý của nhà vua thì thế nào cũng phải nhận sứ của ta một khi sứ của triệu đã vào nước sở nước ngụy thì tần cho rằng thiên hạ đã hợp tung và thế nào cũng lo sợ có như thế mới có thể cầu hôn được triệu vương không nghe cùng với bình nguyên quân quyết định cầu hòa sai trịnh chu vào tần tần nhận trịnh chu triệu vương gọi ngu khanh đến nói quả nhân đã khiến bình dương quân cầu hòa với tần tần đã nhận trịnh chu rồi ông thấy thế nào ngu khanh đáp nhà vua không cầu hòa được đâu quân nhất định bị đánh bại thiên hạ mừng chiến thắng đều đến tần cả rồi Trịnh Chu là người sang vào Tần, Tần Vương và ứng hầu 15, thế nào cũng tôn trọng ông ta để lòe với thiên hạ. Nước sở và nước ngụy cho rằng nước triệu đã cầu hòa rồi, nên không đến cứu nhà vua. Tần biết thiên hạ không đến cứu nhà vua thì thế nào việc giảng hòa cũng không thể thành. Quả nhiên ứng hầu tôn trọng trịnh chu để khoe với những người thiên hạ đến mừng chiến thắng, và cuối cùng không chịu giảng hòa. Quân triệu thua to ở Trường Bình, quân tần bèn vây hàm Đan nước triệu bị thiên hạ cười. Hai, sau khi Tần đã giải vây hàm đan, triệu vương cho người vào chầu nước Tần, sai triệu hách phụng mệnh đi xứ ở Tần, các sáu huyện để giảng hòa. ngô Khanh nói với triệu vương, quân Tần tấn công nhà vua mỏi mệt rồi trở về, hay là theo ý nhà vua, họ còn đủ sức tiến đánh, nhưng vì thương nhà vua cho nên không đánh 16. Nhà vua nói, quân Tần tấn công ta là dốc toàn lực ra mà đánh, chắc chắn vì mệt mỏi cho nên mới về ngu khanh nói quân tần đã không dốc toàn lực ra đánh cái mà họ không lấy được mệt mỏi trở về nay nhà vua lại cho họ cái mà sức họ không lấy được như thế là giúp nước tần để tự đánh mình sang năm quân tần lại đánh nhà vua nhà vua sẽ không còn cách nào cứu được mình nữa nhà vua đem lời của ngu khanh nói lại với triệu hách triệu hách nói ngu khanh có thể biết hết được tình hình binh lực tần không dù rằng quân tần không đủ sức tiến đánh đi nữa nếu ta không cho họ miếng đất nhỏ như hòn đạn kia nhưng nếu sang năm tần lại đến đánh liệu nhà vua có khỏi phải cắt đất của mình trong sáu thành để giảng hòa không nhà vua hỏi nếu ta nghe lời ngươi mà cắt đất thì ngươi làm thế nào cho sang năm tần không đến đánh ta nữa không triệu hách đáp việc ấy quả thực thần không dám chắc ngày xưa tam tấn giao kết với tần rất là thân thiết nay sở dĩ tần hòa hiếu với hàng ngụy mà đánh nhà vua là vì nhà vua thờ tần không bằng hàng ngụy thần xin vì nhà vua trừ bỏ cái việc bị đánh vì bội bạc với người thân mở cửa ải đem lễ vật cũng hòa thân như nước hàng nước ngụy nếu làm như vậy rồi mà sang năm lại chỉ một mình vua bị nước tần đánh thì đó là vì nhà vua thờ tần không bằng hán ngụy việc đó quả thực thần không dám chắc nhà vua đem điều ấy nói lại với ngu khanh ngu khanh đáp hách nói nhà vua không cầu hòa nếu sang năm tầng lại đánh nhà vua nhà vua có khỏi cắt đất trong sáu thành kia để cầu hòa được không trái lại nếu nhà vua cầu hòa thì hách lại không dám chắc thế nào tầng cũng không đánh nữa đã thế thì nay tuy nhà vua có cắt sáu thành cũng không có ích gì sang năm tầng lại đánh ta lại cắt cái đất mà nó không có đủ sức đánh lấy nộp cho nó để cầu hòa đó là cái thuật tự tiêu diệt vậy chi bằng đừng cầu hòa tần có giỏi tấn công đi nữa cũng không thể lấy được sáu huyện triệu có chống giữ kém đi nữa cũng không mất sáu thành tần đánh chán trở về thế nào quân cũng mỏi mệt ta lấy sáu thành gọi thiên hạ cùng đánh quân tần mỏi mệt tức là ta mất thành cho thiên hạ nhưng được bù lại ở tần như thế nước ta vẫn còn có lợi chẳng hơn cứ ngồi mà chịu cắt đất tự làm yếu mình để cho tần mạnh lên hay sao này hách nói tần thân với hàng ngụy mà lại đánh triệu là cho rằng hàng ngụy không cứu triệu mà quân của nhà vua thế nào cũng bị cô lập đó là do nhà vua thờ tần không bằng hàng ngụy như vậy khiến nhà vua mỗi năm cắt sáu thành để thờ tần làm thế tức là ngồi đấy mà nhìn người ta lấy hết cả thành sang năm tần lại đòi cắt đất thì nhà vua có cho họ không nếu không cho thì thế là bỏ tất cả cái công cắt đất ngày trước lại gây nên cái tai họa bị tần đánh nếu cho thì không còn đất nữa để mà cho tục ngữ có câu kẻ mạnh giỏi tấn công kẻ yếu không thể chống đỡ nếu nhà vua cứ ngồi yên mà nghe theo tần thì quân nước tần không khó nhọc gì lại lấy được nhiều đất đó là cách làm cho tần mạnh thêm và triệu yếu đi vậy lấy nước tần càng ngày càng mạnh mà cắt xé nước triệu càng ngày càng yếu kế đó chắc chắn còn kéo dài mãi không thôi vả chăng đất của nhà vua có hạn mà đòi hỏi của tần thì không cùng cứ làm theo lối lấy cái đất có hạn để cung phụng cho sự đòi hỏi không cùng theo tình thế ấy chắc sẽ đi tới chỗ không còn nước triệu nữa vua triệu bàn bạc chưa quyết định thì lâu hoãn từ tần đến triệu vương bàn mưu kế với lâu hoãn nói cho tần đất với không cho tần đất đằng nào hơn hoãn thoái thác nói điều đó thần không biết được nhà vua nói tuy vậy ông cứ thử nói ý riêng của ông xem lâu hoãn nói nhà vua có nghe chuyện bà mẹ của công phủ văn bá không công phủ văn bá làm quan ở lỗ mắc bệnh mà chết có hai người đàn bà vì ông ta mà tự sát ở trong phòng người mẹ nghe vậy không khóc người bảo mẫu hỏi sao con bà chết mà bà không khóc người mẹ đáp khổng tử là người hiền bị đuổi ở đất lỗ mà nó không đi theo nay nó chết đàn bà lại vì nó mà tự sát đến hai người, thế đủ biết nó tệ bạc với bậc trưởng giả mà hậu với đàn bà. Đứng về người mẹ mà nói như vậy, thì đó là bà mẹ hiền, nhưng đứng về người vợ mà nói thế thì không khỏi bị xem là người vợ ghen. Cho nên lời nói thì vẫn là một, nhưng tùy ở địa vị người nói ra, cách hiểu của người nghe sẽ thay đổi. Nay thần mới ở tầng về, thần nói là không cho, thì không phải là mưu kế, Thần nói là cho, thì sợ nhà vua cho rằng thần vì nước tần cho nên không dám đáp. Giá thần được bày mưu kế cho đại vương thì không bằng cho là hơn 17. Nhà vua nói: "Vâng, ngu khanh nghe tin vào ý kiến nhà vua." Nói: "Đó là lời trau chuốt bên ngoài, xin nhà vua chớ nghe." Lâu Hoãn nghe vậy lại vào ý kiến nhà vua. Nhà vua lại đem lời nói của ngu khanh nói lại với Lâu Hoãn. Lâu Hoãn đáp: "Không phải thế." ngô khanh chỉ biết một mà không biết hai tại sao tần triệu đánh lẫn nhau mà thiên hạ đều mừng là vì họ nghĩ rằng ta hãy dựa vào cái thế của kẻ mạnh mà lợi dụng cái thế của kẻ yếu vậy nay quân triệu bị quân tần làm nguy khốn những người thiên hạ mừng chiến thắng chắc chắn đều ở tần cho nên không gì bằng cắt đất ngay mà cầu hòa để cho thiên hạ nghi và làm thỏa lòng tần nếu không thiên hạ sẽ nhân lúc nước tần đang nổi giận lợi dụng lúc nước triệu đang mệt mỏi để chia sẻ triệu nước triệu sẽ mất còn gì mà đối phó với tần nữa cho nên thần nói ngu khanh chỉ biết một mặt không biết hai xin nhà vua quyết định ngay đi chứ đừng bàn bạc nữa ngu khanh nghe tin vào ý kiến nhà vua nói nguy quá ông lâu làm cho tần như thế chỉ khiến thiên hạ thêm nghi chứ có làm nước tần được vừa lòng đâu Tại sao ông ta lại không nói cách làm của ông là chỉ để cho thiên hạ thấy chỗ yếu của mình? Vả chăng thần nói đừng cho, không phải là nhất quyết đừng cho. Tần đòi nhà vua sáu thành, mà nhà vua lại đem sáu thành đúc cho nước tề. Nước tề vốn là kẻ thù sâu sắc của tần 18, nếu được sáu thành của nhà vua thì sẽ đem tất cả quân lực về hướng Tây đánh tần. Nước tề sẽ nghe nhà vua, chắc không đợi nói hết lời. Như thế, tức là nhà vua mất đất cho tề nhưng sẽ được bù lại ở tần thế là có thể trả cái thù sâu sắc của tề và triệu đối với tần và tỏ cho thiên hạ thấy ta có sức mạnh dám làm nếu nhà vua ban bố điều ấy ra thì binh chưa ra tới biên giới thần cũng đã thấy tần đem của cải quý báu đến triệu và trái lại chính tần phải cầu hòa với nhà vua Hàng, ngụy nghe nhà vua hòa với tần thế nào cũng trọng nhà vua Họ trọng nhà vua tất sẽ mang vật tin đến cầu thân với nhà vua Như vậy nhà vua làm một việc mà kết được tình hòa hảo của ba nước Đồng thời địa vị của mình đối với Tần cũng do đó mà thay đổi 19 Triệu Vương nói Phải Bèn sai Ngu Khanh sang đồng ý kiến Tề Vương Cùng bàn về việc Tần Ngu Khanh chưa trở về thì sứ của Tần đã đến Triệu 20 Lâu hoãn nghe vậy bỏ trốn Do đó Triệu lấy một thành phong cho Ngu Khanh ba được ít lâu ngụy sinh hợp tung hiếu thành vương nước triệu cho mời ngu khanh đến bàn ngu khanh qua nhà bình nguyên quân bình nguyên quân nói tôi muốn ông theo kế hợp tung ngu khanh vào ý kiến nhà vua nhà vua nói nước ngụy sinh hợp tung ngu khanh đáp ngụy sai rồi nhà vua nói vì vậy mà quả nhân vẫn chưa thuận ngu khanh đáp sai rồi nhà vua hỏi ngụy xin hợp tung người nói ngụy sai quả nhân chưa nhận ngươi lại nói quả nhân sai như thế thì việc hợp tung không làm được hay sao ngu khanh đáp thần nghe nói nếu nước nhỏ hợp tung với nước lớn thì khi gặp điều lợi nước lớn sẽ hưởng cái phúc khi gặp việc thất bại thì nước nhỏ chịu lấy cái vạ nay ngụy là nước nhỏ xin lấy cái vạ mà nhà vua là nước lớn lại từ chối lấy cái phúc cho nên thần nói nhà vua sai nước ngụy cũng sai thần trộm nghĩ việc hợp tung là có lợi. Vua nói, phải, bèn bàn hợp tung với ngụy. 4. Ngu Khanh vì việc ngụy tề 21 không coi trọng chức vạn hộ hầu và ấn khanh tướng, cùng bỏ trốn với ngụy tề. Rốt cuộc Ngu Khanh rời khỏi nước triệu, bị khốn ở lương. Sau khi ngụy tề chết, Ngu Khanh bất đắc ý, bèn làm sách, trên góp nhạc sự việc đời xuân thu, dưới xem đời gần đây. Sách gồm tất cả tám thiên là các thiên kết nghĩa, xưng hiệu, Sủy ma, chính mưu, năm, năm bình phẩm những điều hay dở của nước nhà lúc bấy giờ, đời truyền gọi là sách ngu thị xuân thu. Năm, Thái Sử Công nói, Bình Nguyên Quân là một trang công tử tuyệt vời ở trong đời ô trọc, nhưng ông ta chưa biết cái đạo lớn. Tục ngữ nói, lợi làm cho trí mờ, Bình Nguyên quân tham nghe lời tà thuyết của Phùng Đinh 22, khiến cho quân triệu bị vây hãm ở Trường Bình, bị chôn sống mất hơn 40 vạn, suýt nữa mất hàm đan. Ngu khanh xét tình thế, liệu sự việc, bày mưu cho nước triệu sao mà khéo thế. Đến như việc ngu khanh không nở để cho ngụy tề phải chết, rốt cuộc bị khốn ở đất đại lương, người tầm thường cũng biết là không nên, huống bậc hiền tài, Thế nhưng Ngu Khanh nếu không gặp cái cảnh buồn bã cùng cực thì không thể viết sách để cho đời sau biết đến mình vậy 23. Sau đây là phần chú thích. Một, ý nói dùng cách thương thuyết êm đềm mà xong xuôi thì tốt nhất. Nếu không, phải dùng võ lực mà ép buộc đối phương. Chính vì vậy nên Bình Nguyên quân mới mang theo người giỏi cả văn lẫn võ. Hai, lặp lại mấy lần chữ tiên sinh để tỏ ý mỉ mai và kiên quyết cự tuyệt. Ba... Ý nói từ trước đến nay chưa muốn trổ tài. 4. Mao Toại nhắc lại chuyện cũ, việc thứ nhất xảy ra năm 279 trước công nguyên. Năm 279, tướng Tần Bạch khởi đánh lấy hai quận yển, xính của sở. Năm 278 trước công nguyên, Bạch khởi đốt di lăng là nơi có lăng tẩm của các vua nước sở. Nước sở phải dời đô đến đất trần. Đoạn này nói Mao Toại giỏi cả văn lẫn võ. 5. Đoạn này để đáp ứng câu nói của Bình Nguyên Quân, nếu dùng văn không được thì phải dùng võ lực. Nhất thiết phải hợp tung ở ngay trên điện mới nghe. 6. Chính vạc của vua hạ Vũ Đúc Đại lữ là cái chuông lớn đời nhà Chu, hai vật này đều là những vật quý. 7. Xem tính lăng quân liệt truyện 8. Xem tính lăng quân liệt truyện 9. Công Tôn Long là một nhà danh gia, cốt phân tích rõ danh nghĩa, trong thiên kiên bạch ở sách công tôn long tử có nói Kiên cứng, bạch trắng, thạch đá Cho là ba có được không? Không được Cho là hai có được không? Được Nghĩa là mắt xem đá thấy trắng mà thôi Không biết nó cứng thì gọi là đá trắng Tay sờ đá thì biết là nó cứng mà không biết là nó trắng nên bảo là đá cứng vậy Kiên cứng, bạch trắng, không thể hợp làm một được Lý luận của ông nhằm mục đích rút ra những khái niệm trừu tượng từ thực tế và chứng minh những khái niệm này độc lập đối với nhau, con ngựa trắng và con ngựa nói chung là hai khái niệm khác nhau, cho nên con ngựa trắng không phải là con ngựa. Cũng vậy, khái niệm người thân thích của nhà vua và khái niệm người dân thường khác nhau, cho nên không thể dùng cách khen thưởng như nhau. Lập luận của ông rất gần lập luận phái Ngụy biện ở Hy Lạp. 10 Trâu diễn người nước tề nói với Bình Nguyên quân cho rằng cái thuyết của công tôn Long là ngụy biện, chỉ khiến người ta mê hoặc, đã vô ích lại hại đến đạo lớn. 11. Một giật là 20 lạng, 100 giật là 2.000 lạng. 12. Một địa vị tương đương với tể tướng. 13. Xem liêm pha, lạng tương như liệt truyện. 14. Ý nói quyết liều chết đánh địch. 15. Tức phạm thư xem phạm thư liệt truyện. 16. Chủ ý phương pháp nghị luận của Ngu Khanh. Đó là một cách áp dụng phương pháp thăm dò xem chú thích ở tô tầng liệt truyện, tìm cho ra chỗ hở để mà nói. Mục đích của nó là không nói thẳng ý kiến của mình, vì có thể làm nhà vua tự ái không chấp nhận, mà dùng những câu hỏi hay những gờ thuyết trái ngược với điều mình nói đưa ra trước và làm sao cho nhà vua tự thấy nó mâu thuẫn với lẽ phải rồi cuối cùng đưa nhà vua đến ý của mình và tấn công vào đấy. 17. Cách nói này cũng là cách thăm dò. Thí dụ công phủ văn bá đưa ra chẳng qua chỉ là một cách rào trước. Lâu hoảng đưa ra cả hai ý có vẻ khách quan, khiến nhà vua có thể nhìn thấy tình trạng khó xử của hoảng mà tìm được cách giải quyết. Phương pháp dùng ngụ ngôn để mở đầu ý kiến của mình là một phương pháp thông thường ở thời chiến quốc, trang tử và mạnh tử rất hay dùng. 18. Lúc bấy giờ hai nước Tề và Tần đang tranh nhau làm bá chủ chư hầu. Mạnh thường quân nước Tề đã tập hợp quân của Hàn, ngụy đánh bại quân Tần ở Hàm Cốc quan, Tần phải cắt ba thành để giảng hòa. 19. Đó là then chốt của câu được bù đáp lại ở Tần. 20. Ứng với câu binh chưa xuất hiện, Tần đã đem của cải quý báu đến. 21. Ngụy Tề là tể tướng nước Ngụy làm nhục Phạm Thư. Khi Phạm Thư làm thừa tướng Tần, ngụy tề sợ chạy sang triệu ở nhà bình nguyên quân quân tần bức bách triệu vương cho quân vây ngụy tề ý kiến tể tướng nước triệu là ngu khanh ngu khanh liền bỏ ấn tể tướng cùng ngụy tề trốn đến đại lương muốn nhờ tính lăng quân giúp để chạy về phía nam vào nước sở tính lăng quân do dự ngụy tề tự sát 22. năm 262 trước công nguyên quân tần đánh hàng tướng hàng là phùng đinh đem đất thương dân triệu Bình Nguyên quân khuyên nhà vua nhận đất ấy. Tần đem quân đến trường Bình đánh Triệu, thu to, 40 vạn quân bị chôn sống. Thủ đô Triệu là hàm đang suýt bị mất. 23. Nhân chuyện Ngu Khanh, tác giả bộc lộ tâm sự của mình. Hết phần 21 hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần tiếp theo với nội dung Ngụy Công Tử Liệt Truyện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.